我的 sponsor 从来没有打电话给我的。 Người giới thiệu tôi chưa bao giờ gọi điện thoại cho tôi. 他推荐我之后就把我给忘了。 Khi họ giới thiệu tôi xong là quên. 是我自己要。 Tự chính bản thân tôi muốn. OK, 我要, 所以我打电话找他。 Tôi muốn cho nên là tôi gọi điện thoại cho họ. 我的推荐还很难找耶。 Cái người bảo trợ tôi khó tìm lắm. 找了好久才找到他。 Tìm lâu lắm mới tìm được. 我当时看到有很多安利人到处去开会。 Lúc đó tôi thấy rất là nhiều nhà phân phối ăn quay đi hội nghị. 我没有地方开会。 Tôi không có cái nơi nào để họp hội. 哎，你们很幸运的有地方开会。 Các bạn rất là may mắn có rất nhiều nơi để hội họp. 我很羡慕那些downline、那些distributor有地方开会的，我没有地方开会耶。 Tôi rất hâm mộ những người mà có cái nơi để hội họp, còn tôi ngày đó không có. 所以我打电话追我的upline。 Và lúc đó tôi gọi cho tuyến trên của tôi. 我说upline哪里可以开会。 Tuyến trên ơi, có thể đi họp hội ở chỗ nào? 说我没有会可以开。 Họ nói là tôi không có hội để họp. 不过还好，他说没有关系，他联络他的upline。 Nhưng mà cũng may là ông ấy nói là không có sao, để tôi hỏi tiến trình nữa xem. Thế thì ông ấy liên lạc được Dr. Jerry. Và ông ấy liên lạc được với Dr. Jerry. Thế sau này tôi mới có cơ hội đi tham gia meeting đó, bạn biết không? Đó, vì vậy mà sau này tôi mới có cái cơ hội tham gia cái hội nghị của Dr. Jerry. Thế các bạn thấy kỳ quái không? Những người làm quảng cáo thì họ phải làm. Các bạn biết không, rất là kỳ cục, những người mà làm muốn làm ăn quay thì là tự do bản thân. Thế các bạn hiểu không? Bạn phải hiểu một cái lý do. 真正重要的第一步是让他相信，第二步是让他觉得这个事业值得做。 Cho nên là cái bước thứ nhất là để cho họ tin tưởng, bước thứ hai là làm sao để cho họ hiểu được rằng sự nghiệp của anh ấy đáng để làm. 我们很多人常讲 I have no time, 我没有时间。 Có rất nhiều người thường xuyên nói là tôi không có thời gian. 我很忙, I'm busy. 我 bận lắm. 对呀, 每个人都没有时间啊, 每个人都很忙啊。 Ai cũng bận rộn hết. 你有24小时，我也有一天24小时啊。 Bạn có 2 tiếng, 4 tiếng đồng hồ, tôi cũng vậy. 我每一个人都每一天花24小时做很多事情的。 Mỗi người đều một ngày làm rất nhiều việc từ 24 tiếng đồng hồ. 我们为什么把我的时间拿来做安利呢？ Làm sao mà tôi lại dành cái thời gian ra để làm ăn quay? 有没有问过你的？ 这个问题，你的downline为什么要拿时间来做安利呢？ 除非这个事业值得他做，对不对？ Cho nên là chúng ta hãy hỏi tuyến dưới của mình rằng vì sao họ dành thời gian để làm ăn quay, vì nó có giá trị. 我觉得非常重要，如何让你的新人，你所sponsor的人，让他觉得这是值得他去花时间去做的一件事情。 Và cái việc tôi nghĩ rằng quan trọng nhất, làm thế nào để cho những người bạn, bạn mới bảo trợ hiểu được rằng cái sự nghiệp của Amway này đáng để bỏ thời gian ra để làm. 对各位，我觉得很重要的，你要先问你自己，你为什么要做安利？ Cho nên một việc rất là quan trọng, bạn hãy hỏi chính bản thân mình vì sao mà mình làm Amway. 你做安利的目的是什么？ Cái mục đích mình làm Amway là gì? 我们很多人说，哦，因为我喜欢安利，所以我做安利。 Có rất nhiều người nói là vì tôi thích Amway cho nên là tôi làm Amway. 哦，我只是试试看，所以我做安利。 Tôi chỉ thử xem thôi cho nên là tôi làm. 各位，我觉得如果是这样的话，你很难影响你的新人。 Nếu mà như vậy thì bạn rất khó ảnh hưởng những người bạn mới. Vì rốt cuộc bạn cũng không hiểu rằng Amway tốt ở chỗ nào. Không biết được là mục đích của Amway là gì. Mỗi người theo đuổi một cái mục đích hoàn toàn khác nhau. So ask yourself this question: What is in it for you? 这个事业到底有些什么东西你可以你想要的你可以得到的？ Cái sự nghiệp này có cái điều gì mình muốn có mà mình có thể đạt được? 如果你要的东西安利不能够给你，你干嘛要做安利？你告诉我了。 Cái điều mà bạn cần Amway không đem đến cho bạn thì bạn làm để làm gì? Bạn nói cho tôi nghe thử. Everybody wants something. 每个人一定要一些东西的哦。 Mỗi người đều theo đuổi một cái nhu cầu nào đó. 是你要的跟你下线要的不一样哦。 Bạn cần tuyến dưới của bạn cần khác nhau. 所以我觉得非常重要的，我们要去思考这个每个人要的东西不一样。 Cái điều chúng ta suy nghĩ là. 可是我觉得更重要的是先找出你要的东西。 Mỗi nhu cầu của con người đều khác nhau, nhưng mà điều quan trọng hãy xem bạn cần cái gì. What is your purpose of doing Amway? 你的做安利的目的是什么？ Mục đích của bạn làm Amway là gì?
有些人可能像我的 apply Dr. Jerry， 他是为了保障 security。 Có rất nhiều người giống như Dr. Jerry của tôi thì ông ấy muốn tìm kiếm sự bảo đảm. OK. 因为他是个牙科医师，如果他没有体力跟人家看病的时候，他就没有收入了。 Ông ấy là bác sĩ nha khoa đúng không ạ? Một ngày nào đó không còn sức khám bệnh cho người ta nữa thì không có thu nhập. 所以很多专业人士，像医生啊，像这个啊牙科医师啊，说他们做安利可能就是为了保障，为了家庭。 Cho nên có nhiều người có cái thành tựu cao, thu nhập cao như bác sĩ này kia, họ làm Amway đó chính là về sự bảo đảm. 很多妈妈做安利是为了孩子. Rất nhiều người mẹ làm Amway vì con cái của mình. 要给孩子好的教育. Cho con mình có cái sự giáo dục tiến bộ. 要给孩子好的前途. Cho con mình có một cái tương lai ngời sáng. 要给家庭保障. Sự bảo đảm cho gia đình. 可是我当时 26岁 我单身. Nhưng mà khi mà tôi 26 tuổi thì tôi độc thân. 我需要保障吗? Tôi có cần sự bảo đảm không ạ? 赚钱留给孩子，我又没有孩子。 Kiếm tiền cho con, lúc đó tôi cũng chưa có con. 你明白吗? 所以年轻人, 我26岁的时候, 我的想法是不一样, 我追求的东西是不一样。 Các bạn ơi, lúc đó tôi còn trẻ, cái điều mà tôi đeo đuổi cũng hoàn toàn khác. 你知道我那时候为什么那么努力做安利吗? Các bạn có biết lúc đó vì sao mà tôi nỗ lực làm Amway không? 我很勤劳的哦. Tôi rất là chăm chỉ. 因为我想快点成功啊. Vì tôi muốn thành công nhanh. 我每天都在做安利的哦. Mỗi ngày tôi đều làm Amway. 没有人逼我做安利，你知道吗? Và không có ai tin tôi có thể làm Amway. 刚才跟你讲过，我的Amway从来没有打电话给我的。 Tôi đã từng nói với các bạn rồi, tuyến trên của tôi chưa bao giờ gọi điện thoại cho tôi. 都是我自己自动自发的. Và cái đó là do tôi tự động tự phát. 做安利是我的选择, 各位你要记住. Các bạn ơi, làm Amway đó chính là sự lựa chọn. 各位，我觉得这是做安利第二难的一件事情，就是如何让一个人想要做安利. Cái việc thứ hai mà tôi nghĩ rằng khó nhất, làm như thế nào để người khác muốn làm Amway. 各位，我们的 sponsor 不是我们的老板. Người bảo trợ chúng ta không phải là ông chủ của chúng ta. We have got no boss and no supervisor above us. 我们上面没有老板，没有这个主管来管我们呢. Ở bên trên không có ông chủ và không có người quản chúng ta đâu. 对吗? Có đúng không ạ? 你的下线，你推荐的新人是你的downline，可是他不是你的雇员呢，他不是你的属下，你不能够强迫他做任何事情呢. Cái người tuyến dưới do bạn giới thiệu thì họ không phải là thuộc hạ của bạn. Bạn không có thể ép buộc họ làm bất cứ điều gì. Nếu bạn có thể để họ tự động tự phát thì có phải tốt hơn không? Để họ muốn làm Amway thì có phải tốt hơn không? Nếu bạn có thể để họ tự động tự phát thì có phải tốt hơn không? Nếu bạn có thể để họ muốn làm Amway thì có phải tốt hơn không? Làm sao mà để họ tự động gọi điện cho mình có phải tốt hơn không? 所以各位，我给的建议是多用一点心，如何让他找到动机，如何让他觉得安利是值得做的。我觉得这才是真正重要的。 Và cái việc quan trọng tôi cảm nhận rằng làm như thế nào để tự bản thân họ tìm thấy cái động cơ, tìm được cái giá trị của Amway và. 其实我觉得当时我很年轻，我二十几岁。 Lúc đó thì tôi làm Amway mới có 20 mấy tuổi. 其实我要的很简单，我要的就是一个机会。 Và lúc đó cái tôi cần rất là đơn giản, là một cơ hội. 因为我什么都没有。 Cái gì tôi cũng không có hết. 我没有什么背景。 Tôi không có cái bối cảnh tốt. 我又没有钱。 Cũng không có nhiều tiền. 没有经验。 Cũng không kinh nghiệm. 真的，我要的就是一个机会。 Và cái điều tôi cần đó là cơ hội. 我强烈的成功，我想要赚很多钱。 Tôi rất muốn thành công và tôi muốn kiếm nhiều tiền. 我真的很想要赚很多钱. Rất muốn kiếm được nhiều tiền. 因为我想买车. Tôi muốn mua xe. 我想买房子. Muốn mua nhà. 只有一个方法，就是我要赚钱. 没有钱, 什么都没有, 什么这个车房子, 都不可能实现. Đó, chỉ có một cách, phải kiếm nhiều tiền thì mới có tất cả. Không có tiền thì không có gì. 我每天要等 bus 车去上班. Mỗi ngày tôi đều đợi xe buýt để đi làm. 我发现了你们很多人可能要骑摩托车去上班. Và ở đây rất nhiều người đi xe máy để đi làm. 吉隆坡跟胡志明一样很热. Malaysia hoặc là Hồ Chí Minh cũng giống nhau, rất là nóng.
Mỗi ngày lãng phí rất nhiều thời gian để đua xe buýt. Mỗi ngày lãng phí rất nhiều thời gian để đua xe buýt. 然后每一天当我在巴士车里面的时候, 我都会往外看。 Và mỗi ngày trên xe buýt thì tôi đều nhìn ra ngoài. 很多汽车, rất là nhiều xe hơi. 你们骑机车的时候有没有看很多车经过? Và khi các bạn đi thì các bạn có thấy là rất nhiều xe hơi chạy trên đường mà. 你们坐巴士车的时候有没有看到很多车经过? Các bạn đi xe buýt có thấy nhiều xe hơi không ạ? 那你看到很多车经过的时候有没有感想? Và khi bạn thấy nhiều xe như vậy, bạn có dám nghĩ? 我每次看到很多车经过的时候，我就很生气。 Và mỗi lần tôi thấy nhiều xe như vậy thì tôi cảm thấy hơi bực bực. 又一部车过了。 À, có một chiếc xe vừa chạy qua. 又一部车过了。 Lại một chiếc nữa. 这么多车。 Nhiều xe như vậy. 为什么没有一部是我的? Tại sao không có một chiếc xe của mình? Mà mình lại không có xe. 所以我就告诉我自己我要买车. Vì vậy tôi nói với chính mình tôi muốn mua xe. 买车只有一种方法赚钱. Cái cách nào để có thể mua xe? Kiếm tiền thôi. 所以当我加入安利的时候我很珍惜这个事业，为什么？因为我真的有一个动机，就是我抓住这个机会，我想透过安利赚钱来实现我的梦想。 Và vì vậy khi mà tham gia sự nghiệp của Amway, tôi hiểu được rằng đây là một cái cơ hội tôi nắm bắt thì tôi có thể kiếm được nhiều tiền và thực hiện được ước mơ của chính mình. 而且你知道吗？我做到12%的时候，我就把工作辞掉了。 Các bạn biết không? Khi tôi làm được 12% là tôi nghỉ cái công việc của mình. 我全职做安利. Và tôi toàn tâm toàn ý làm Amway. 因为当我做到12%的时候，我发觉到原来安利是我自己的一个事业。 Và khi tôi làm được 12% thì bản thân tôi phát hiện ra một điều, Amway là sự nghiệp của chính bản thân mình. 老实讲一句话，我不是很喜欢替人家工作。 Mà nói thật ra thì tôi cũng không muốn đi làm cho người khác. 我不大喜欢被人家控制我的时间。 Tôi cũng không muốn người khác khống chế cái thời gian của chính mình. 我不大喜欢9点上班打卡，5点下班写报告。 Tôi cũng không muốn là 9 giờ đi làm xoa thẻ và 6 giờ 8 giờ lại về nhà viết báo cáo. 我喜欢自己定自己的目标，规划我自己的进度。 Tôi muốn là bản thân mình đặt ra cái kế hoạch của, cho chính mình và tiến bộ. 所以当我明白安利是我自己的一个事业的时候，是我自己的生意的时候， 当我知道我自己可以成为一个老板的时候，我就把我的工作辞掉，全职投入安利这个事业。 Khi tôi hiểu rằng Amway là sự nghiệp của chính mình và cái sự nghiệp này có thể giúp cho mình làm chủ, lúc đấy tôi nghỉ cái công việc của mình. 因为我发觉到安利可以让我白手起家。 Và lúc đó tôi hiểu rõ một điều rằng cái cơ hội của Amway giúp cho những người tay trắng có thể thành công. Và khi có động cơ rồi thì cái tốc độ nó rất là nhanh. Vì cô ấy, bạn bị tự chỉ tạo ra một cái động cơ, bạn bị xin lần tạo ra một cái động cơ. Các bạn ơi, hãy tìm cái động cơ cho chính bản thân mình và giúp những người bạn của mình tìm được cái động cơ. Đang ta tạo ra động cơ, đang ta chân chân chế là an lý sự chứ là ta làm được sau thì phang xin. Thì chứ sao không ta đi qua thì ta, ta đâu bị ta đi qua cao đi. Các bạn yên tâm, khi họ có động cơ rồi, không cần họ, bạn gọi điện cho họ mà họ tự gọi điện cho bạn. Mình nhìn một cái phê sang thành công được một cái downline, Mr. Line. Tôi có một cái tuyến dưới rất là thành công, đó là Mr. Line. Anh ấy là ông chủ của 3-4 công ty. Nói sự chẳng thay chỉ yêu tiền là rất là nhiều tiền, không có cần tiền nữa. Nhưng mà phần đó là sự thay đổi này, nhưng mà rất cảm ơn anh. Ở đây có rất nhiều tuyến dưới của anh ấy, hãy cảm ơn anh ấy. Nói sự chẳng chỉ hoa, tôi không biết anh ấy làm việc động cơ là gì. Thực ra là tôi cũng không biết là cái động cơ của anh ấy làm Amway là gì. Có lẽ là vì là giúp tuyến dưới của mình, cũng có lẽ là vì là vì khác, tôi không biết. Có thể là giúp tuyến dưới của mình hoặc là cái lý do khác, tôi cũng không biết. Các bạn đợi một chút, hãy hỏi anh ấy. Các bạn tí nữa có thể hỏi anh ấy. Nhưng tôi nói với anh, nhất định có một yếu tố cảm động được anh, nếu không thì anh không
为那么的这个用心去投入安利这个事业。 Tôi tin rằng phải có một cái yếu tố gì đó làm anh ấy cảm động, chứ không đơn giản gì mà anh ấy đầu tư vào sự nghiệp của anh ấy. Có rất nhiều người nói rằng nhiều tiền rồi không có cần làm Amway. Khi mà tôi mới làm Amway, tôi phát hiện Dr. Jerry có một tuyến dưới có rất là nhiều tiền. Khai Rolls Royce, anh khai hội được. Đi xe ô tô xin để đến hội họp. Không phải cô ấy lái, coi như là tài xế lái. Rolls Royce, 没有几个人有 Rolls Royce. Cái xe đấy Việt Nam mình gọi là gì ạ? Cũng rốt rồi luôn à? Thì có bao nhiêu người có cái loại xe này? Đúng mà. Rolls Royce là gì? Rolls Royce. À, Hồ Chí Minh có mấy Rolls Royce? Ở Hồ Chí Minh thì có mấy cái xe Rolls Royce à? Không nhiều, không nhiều. Không nhiều đúng không ạ? 在32年前在马来西亚没有几部 Rolls Royce. Các bạn biết không, 32 năm về trước ở Malaysia cũng không có nhiều xe loại này. Cái xe này đắt lắm. Và rất là tự do. Tự do, tốn đầu. OK, họ nè, mỗi lần tặng quà, tặng cái SAA cho customer của họ. Và khi mà cô ấy đem hàng hóa cho khách hàng của mình, các bạn nhiều tôi biết sao hả? Và người bạn thì cười cô ấy. Ê, đi xong đặt bao SAS cái của thơ yếu chuyện của cổ. Tức là anh đem cho tôi hai bình SA8 đúng không ạ? Thì cái tiền đổ xăng không đủ. Nhưng mà cô ấy rất thích ăn quay. Ít cái nhiều diễn nhiên cơ mà, đúng không? Nhất định là phải có cái nguyên nhân đúng không? Tôi có một lần tôi hỏi cô ấy, vì sao mà lại làm Amway? Cô ấy nói một câu làm tôi rất cảm động. Không phải là ai cũng may mắn như tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có.